Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải em ơi. Duy Khải xin kính chúc anh em xem video vui vẻ. Và ở lần này thì ban Khải vừa đánh boss được Rương Hoàng Kim Môn Phái ngẫu nhiên và của anh AKK, và anh đưa cho Khải mở luôn. Và hiện tại bây giờ thì Khải sẽ giao dịch và Rương qua và sẽ đi mở cho anh em xem nha. Khải đang kiếm hai kim nữa. Ok, để em giao dịch qua hai kim nữa anh ơi. Em dịch được hai kim nữa. Này đấu giá mình là được 3 kim 5 nha anh em. Này tổng đấu giá ngày hôm nay được 3 kim 5 nha. Đó. Hãy vượt qua 2 kim. Đi mở rương nha anh em. Anh ăn cây thích món gì comment là em gái đây. Em cắn bắn em full bắn em cắn cho anh luôn này. Đầu tư full bắn cho anh luôn này. 2 kim. Đâu này anh nấu món gì? Đem vô phòng tán á. Anh ăn cây chấp phòng tán lại thử món gì anh? Thích món gì vậy? Em đi đổi xu này. Em sẽ lên em xin cho anh. Ngọc Bội vô ma. À, Ngọc Bội 20 ok. Bao tay đồng cừu ok không anh? À, bao tay đồng cừu hoặc Ngọc Bội lên nhạc. Ok, bao tay đồng cừu hoặc Ngọc Bội lên nhạc. Ừ, ngon ấy. Đi mở nha anh em ơi. Khả đi đổi xíu đã. Ok, giờ mở này mọi người ơi. Giờ ông bị mở này em ơi. Khả đi đổi cái Khả đi mua cái chìa khó đã. Khả đi mua chìa khó đã. Một rương, hai kim này, hai kim này. Khả sẽ đi mua một cái rương, cái chìa khó một kim này đúng không anh em? Rồi ok, hai kim. Đây trước khi mở thì em bung hết máu luôn, em không cần bình máu là người rồi đó. Rồi cái may mắn này, nói chung là đầu tư may mắn nha, may mắn này, một, may mắn này, một. Hai rồi lên ngày 10 giảm với ông này môn phái ngày 10 lên trưởng môn ngày 10 đúng không? Ảnh đang cần đó là bao tay đằng cừu hẹn Ngọc Bội lên nhạc. Ok không lỗi đâu ghẹ ơi, không lỗi đâu ghẹ ơi, không lỗi đâu em ơi, cứ qua đi, cứ quay đi. Ừ để em nói chuyện với bà chủ môn ngày 10 chút nha mọi người. Ok hello chủ môn, bà đó với bà nào, bà đã chủ môn này với bà nào tưởng trước chi không mở trong này nó mới ngon, tượng này ăn thua gì đó. Ai tao đứng ở tường vô trong này nè, trong này á, hoặc là tất cả môn phái cứ vô xin bà mấy bà chủ môn. Hello chủ môn đó, thấy tôi chưa, thấy tôi chưa, thấy con chưa? Thấy không chưa? Thấy không chưa? Ok, đó. Ta là Nga Mi, mặc dù là nữ lưu hạng người nhưng sẽ không bậy với những môn phái khác. Ok, con hiểu rồi. Ok. Con có cái rương Hoàng Kim Môn Phái. Con có cái rương. Con có cái rương Hoàng Kim Môn Phái. Con có rương Hoàng Kim Môn Phái nè. Cho con xin bao tay đồng cừu nhà trưởng môn. Mình quỳ bả 3 cái nè. Đó, 1 lạy, 2 lạy. Đó. Rồi, cái này thì mình mới thấp nhang là xin bao tay đồng cừu thôi em. Đó. Rồi bây giờ thì mình tiếp cho con xin Ngọc Bội lên nhà. Là mình lạy 3 lạy nữa nha nè. 1 đó 2 quay ra đây, đụng mình đang nói chuyện, bạn quay đâu rồi ta? Quay ra đây. Đó, đụng phải quay ra đây chứ, đang nói chuyện quay đâu ra sao vậy? Đó, 2 lạy. Mình đang nói chuyện với bà quay ra sao nè, thiệt sự luôn. Rồi ok. Con lạy rồi nha. Con xin nhé. Rồi, mở khui hang. Em sẽ giấu góc này, em mở lên cho anh em xem nha. Anh em hãy mở ông xanh chính luôn nha, xanh chính luôn nha, xanh chính luôn nha, xanh chính luôn nha. 1 2 3 khui hang. Gì đây, gì đây? Bao tay đồng cừu đây. Đồ áo đường môn anh em đọc đâu. Áo nấm độc đâu, áo nấm độc ngon nha, áo nấm độc là ngon nha. U luôn là đẹp, được rồi, áo ở đây. Áo 1 là đường môn, 2 nấm độc, áo đường môn cũng ngon. Áo đường môn cũng ngon nha. Gì đây? U lông độc đao đủ ngon á, đủ xịt cái phòng hồi à. Mà tức là mở bên mình mở toàn áo thôi em ơi, áo này cũng được thôi nhưng không ra được, thấy trong cường. Cái áo ra 43, 47 được luôn em. Tính ra là quá đen, nói chung là áo này mở ra được quá đen mà anh ơi. Để ông nói cái áo này min rồi, min hoàng to, min hoàng to. Xong năm độc đao à, quá nhỏ. Thôi tiếp tục quay tay bằng mây sẽ đến thôi em ạ. Ban mình đen quá thì ban mình quá đen em, vì mở toàn áo hai áo thêm ban giờ tiếp áo thêm năm độc này gì có thể là đi liên đấu luôn nè, đỡ năm độc này thì để cho xe mang còn chả giải quyết vấn đề gì. Áo này không thua rồi. Sông Đao Thúy Yên á, trời mới ra Sông Đao Thúy Yên chơi Thúy Yên trưởng nữa khỏi chơi. Nói chung là đen quá anh ơi, quá đen rồi. Rồi bữa nào làm lại. Dẫu giờ anh ơi, một cái đường này thì 40 kim thì dao động khoảng 2 triệu hơn anh em, 2 triệu hơn. Tự nhiên Nam anh ơi, nói chung là bàn mình toàn áo thôi. Má mở cái gì mà toàn áo, hôm trước hai áo thêm bàn rồi, nay đến Khải thêm cái áo nữa, quá nhờ. Toàn áo rồi. Má nó ra được cái bao tay đồng cừu là ngon luôn. Dẫu giờ anh ơi, dẫu giờ. Nói chung là làm cho anh em xem, nói chung cái này cũng hên xui cả em ơi. Nói chung là mở hên xui mà chả biết đâu được. Hiện tại khả năng mày xém là bắn luôn á. Mà nó vẫn đen là đen thôi, còn đỡ mà hên thì không biết được. Cái này thì không biết được đâu, mở hên xui thôi. Đó. Anh này lần đầu tiên luôn, anh này lần đầu tiên chơi trong game được 3 ngày thôi. Anh này mới tạo thôi. Này mới tạo thôi. Đúng hàng cho anh ơi. Đúng hàng cho anh ơi, đúng hàng chưa? Quá nhỏ. Đen vãi, quá áo quá đen này. Sao ví dụ 4750 đẹp nè, 4750 đẹp. Ừ mở toàn mít. Ok anh ơi, đóng giao dịch kim lại 40 kim. Đó, lương trung bình là bao nhiêu đây? Chia cho 18 người. Ôi, mỗi người 2 kim 2, quá ngon nha anh em. Mỗi người 2 kim 2. Rồi, còn lấy 22 đỡ im luôn nha anh em. Đỡ khả năng đổ xu nha. Anh em tất cả về đi anh em ơi, tất cả ra đây. Khải sẵn tiền, Khải sẽ phát lương 3 ngày luôn nha, vừa 2 kim 2 và kèm theo lương 3 ngày luôn nha anh em. Cho nó xong lương 3 ngày luôn nha. Nó cất qua này. Còn tí tin báo em viên anh bán anh. Rồi, lương 3 ngày luôn nè anh em ơi, từ trên xuống dưới nè. Từ trên cái phần này, anh Phong ca đâu gì nhận luôn anh ơi. 33 nhận cái Phong ca luôn nha. Đây mình phát này. 333. AKK là 1k5 này, lương 3 ngày 1k5 này. Rồi. 333 là 1 kim 050 xu. 1k5 này. 1 kim 050 xu hai người này. Rồi mỗi người 2 kim 2. Rồi, giúp giật anh 333 ơi. 33 nhận cho anh AK này. Đúng rồi, áo nó tải được mà, xem mà tải được nha anh em. Đây, đây là lương của 3 ngày của 333 này. Để đánh dấu nha, đợi chút nha. Phát nó rồi đánh dấu đó cho quên nè. Rồi, Phong ca 1 kim 5 này. Rồi, lương đánh rương này. Lương đánh rương này. Rồi. Mỗi người 2 kim 2, ok chuẩn chưa? Từ cho đường dưới nha anh em ơi, đọc từ đường dưới đó nhận giùm Khải nha. Rồi xong này, tổng cộng anh thu hết gần 7 kim này. Rồi. Xong này. Tiếp tục là Tam Thánh này, Bạch Lộc Hưng. Tam Thánh. Ngày mai cố gắng online đánh hên xui nha anh em, có thì mình cất lương thôi. Tam Thánh này, lương anh 525. Bạch Lộc Hưng nhận rồi, ok. Tách anh Tam Thánh hả? 525, ok. Rồi nè, Hưng với Tam Thánh này, mỗi người thối em 800 xu có không? 800 xu ừ. Không có. Cả đợi anh em gì đổi. Hưng có 800 xu không em? Ừ, Hưng 8 xu rồi mà anh ơi. Đúng rồi. Ok rồi chút em ơi, phát lương. Cho em xin linh nhạc. 800 ngàn. Không, có cái nào khác lo từ 1 10 gì hơn. Hưng này. 2 kim 2 này. Đó. 800 này. Hưng nhận lương 3 ngày rồi nha em ơi. Rồi anh Tam Thánh này giao dịch anh ơi. Tam Thánh là 2 kim 2. Rồi, Tam Thánh 2 kim 2 đâu? Ngày mai anh em cố gắng online đánh công thành nha mọi người ơi. Bây giờ em anh Tam Thánh này. Có chưa? Rồi, rồi, rồi. Từ từ đã Thánh đi. Rồi. Giao dịch là Động sát bên này đường môn lúc nãy đó anh em. Linh nhạc ở Kiệt Trần, linh nhạc không có rồi. Tam Thánh này, lương 3 ngày này. Đó, cái nào ra đó cho nó xong nha anh em. Là lương boss này. Đó, mọi người 2 kim 2 nha anh em. Rồi, tiếp tục này. Ghẹ này, No Mốt, ghẹ No Mốt. Ghẹ lần lương 3 ngày rồi này, No Mốt, No Mốt 1425. Rồi No Mốt giờ nhận lương 3 ngày này. Vũ đợi đâu không thấy online ta. Rồi nè. Mọi người 2 kim 2 này. No Mốt là một nhiêu ta? No Mốt là 1 1 2 4. Đừng đi Khả đi đổ số một chút nha. Cái áo ai mà có 5 đặc phút á, thằng áo nó vô cho nó trâu. Trời, áo nó mang khỏi chờ luôn. Áo đấy nãy hỏi gì ta? Áo đấy nãy hỏi gì ta? Ô lung thì ngon, trước ra mấy cái khác là ton luôn, ô lung là được rồi. Ít hôm mà được em thì chuyển 5 đồng, em đánh 5 đồng em mua lại áo đó cho. Em sau này em đánh 5 đồng em solo liên đấu là hợp lý. Rồi này. Má ra được món gì ngon. Chưa thấy ra được món nào mà ban mình xài được chạy chính luôn em, toàn C không. No Mốt này, 425. Rồi giao giờ No Mốt đây. No Mốt dưới ghẹ này. No Mốt đâu rồi? Ghẹ 2 kim 2 này. Rồi ghẹ 2 kim 2 xong này. Rồi No Mốt đâu? No Mốt đâu? No Mốt là tiểu No Mốt lành là sao? Ủa ạc tiểu yêu là cũng No Mốt hả? À ok, giao dịch No Mốt lương 3 ngày là 1425 nè. Anh em cố gắng ngày mai online đánh công thành chiến nha mọi người. Cố gắng tập trung đầy đủ ngày mai đánh công thành chiến nha em. Có bận gì cũng cố gắng nha mọi người. Rồi No Mốt xong này. Rồi tiếp tục này. Cầu Ông Bon, Cu Coi, Bách Kiều Phong. Cầu Ông Bon, Cu Coi, Bách Kiều Phong. Cầu Ông Bon này. Cầu Ông Bon lương 3 ngày là 1.200 này. Giao dịch này. Với 2.200 là 3.400. Có sinh lực thì hiện 2 không? Cầu Ông Bon giao dịch này. 3.400 đủ nha. Cả lương 3 ngày và lương boss nha. Rồi. Tiếp tục là Cu Coi, Bách Kiều Phong. Cu Coi. Cu Coi là 1050 tiền 3 ngày này. Cu Coi online không em ơi? Cu Coi ở đâu? Cu Coi này nó có đánh không mà ta? Ở đâu? Nó có đánh boss. À nhưng nó ao rồi, nó ao rồi. Nó ao rồi, chắc mai nó lấy, nó ao rồi. Bách Kiều Phong 375 giao dịch em ơi. Bách Kiều Phong 375 này em ơi. 375 và kèm theo 2.200. Rồi giao dịch. Bách Kiều Phong đâu? Chiều mẫn. Đó, mọi người 2.200 ngon lành cầm đào chưa? Rồi, lương em hoạt động 3 ngày quá ít nha Bách Kiều Phong. Em hoạt động được 2 buổi tối thôi, còn lại mấy buổi trưa em không online luôn. Rồi này. Rồi. Tiếp tục này, Bách Kiều Phong xong này. Sài Gòn Hải Lệ, Sugar B, Combat, Mèo. Sài Gòn Hải Lệ 2 kim 2. Cộng lương 3 ngày. Ông Sài Gòn Hải Lệ hoạt động quá ok luôn này. Lương 3 ngày 1k5 này. Và anh được Rương Hoàng Kim Môn Phái là được 3.700 tất cả. Giờ anh ơi. Đó. Nói chung cái Rương Hoàng Kim Môn Phái này Khả nói thì anh em nghe này. Anh boss đó nó hên xui thôi nè. Nếu ba mình được thì mình có lương, còn ba bên kia được thì bên kia nó có lương vậy thôi. Chứ anh em đừng có suy nghĩ à bên này ít lương bên kia nhiều lương thì nó không hay nha mọi người. Nói chung là hên xui hết á. Hên xui hết á. Sài Gòn Hải Lệ này. Tầm này hai bang tương đối ngang nhau thì hơn thì anh xui chịu thôi nữa. Rồi tiếp tục này. Sugar B. Sugar B đâu? Sugar B này. Nghĩa có sâu ông Thoái anh 8 trong sâu em ơi. Nghĩa có sâu em ơi. Không mà, đọc đi đổi nữa, đợi trước nè.